Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Hôm nay thì quý vị cùng với chúng tôi có một cái vấn đề rất buồn trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và không riêng gì người Việt hải ngoại mà người Việt ở khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là giới nghệ sĩ, trong đó có giới nghệ sĩ của cải lương. Sự ra đi của cố nghệ sĩ Văn Trung đã là một trong những cái tang lớn cho những người chúng ta trong thời gian qua. Nghệ sĩ Văn Trung đã sống với chúng ta, chia sẻ với chúng ta tất cả những cảm tình của ông đến với người Việt hải ngoại, và ông đã ra đi. Bởi vì lý do đó, hôm nay một tuần vấn đề chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị những nghệ sĩ của ban của nhạc Phương Nam đến để chia sẻ và chia sẻ cùng với quý vị những cái niềm đau của họ đối với nghệ sĩ Văn Trung. Lido Sài Gòn TV chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn anh Philip Nam, anh Tuấn Châu và đặc biệt chị Ngọc Đáng đến đây để chia sẻ với chúng tôi những cái gì mà, và đồng thời chúng tôi cũng muốn gửi lời chia buồn đến quý vị về cái tang của cố nghệ sĩ Văn Trung. Và xin mời quý vị. Cảm ơn anh Đồng Trọng rất là nhiều, cảm ơn cho Lido Sài Gòn TV. Cảm ơn anh Trọng đã nhận ý mời ban của nhạc Phương Nam đến đây để chia sẻ một số thông tin mới cập nhật về sự ra đi đột ngột của 37 Văn Trung. Đó là những người anh em trong nhóm cố nhạc, còn ở ngoài thì nghệ sĩ lão thành Văn Trung. Tôi chào, kính chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn TV. Chào Đoàn Trọng. Ngọc Đáng chào anh Đoàn Trọng. Và Ngọc Đáng cũng lời chào quý khán thính giả của đài Lido Sài Gòn TV. Chắc phải nhờ chị Ngọc Đáng nói lại những cái gì mà chị gắn bó rồi, những cái gì đó chị đã cộng tác với cố nghệ sĩ Văn Trung, và nghệ sĩ Văn Trung là ai, thưa Ngọc, chị Ngọc Đáng. Dạ thưa, cái sự cộng tác đối với Bảy là bắt nguồn từ cái chương trình của nhạc Phương Nam. Bảy là người là cha đẻ của cái tên của nhạc Phương Nam. Dạ. Thì Ngọc Đáng với là Tuấn Châu với Bảy gắn bó với nhau từ năm 2011 đến bây giờ. Thì phải nói là trong cái tình cảm của Bảy là một người cha, là một người anh, là một người thầy, trong đồng nghiệp là một người đồng nghiệp mà phải nói gắn bó với nhau. Bao nhiêu kinh nghiệm Bảy có, Bảy truyền tải lại cho Tuấn Châu. Con phải làm thế này, Đáng em phải làm thế nọ. Đó, đó là những cái gần gũi, những cái tình cảm mà giữa Bảy đối với trong nhóm của nhạc Phương Nam. Quý khán thính giả thường xem hàng ngày, hàng tuần ở trong đài ngày thứ hai thì quý vị đã thấy được cái tình cảm đó, cái tình cảm chia sẻ từ cuộc sống ngoài đời cho tới sân khấu nghệ thuật. Phải nói gắn bó với Bảy là một cái điều hân hạnh nhất cho em và Tuấn Châu trong suốt thời gian gần 8 năm trong chương trình của nhạc Phương Nam. Kính thưa quý vị, cuộc sống là sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng ra đi. Nhưng cái sự ra đi của nghệ sĩ Văn Trung, dù ông đã ở tuổi 90, có thể nói đó là một cái niềm mất mát lớn lao của cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại. Nghệ sĩ Văn Trung có mặt ở khắp nơi trong tất cả các sinh hoạt của cộng đồng. Nghệ sĩ Văn Trung với tiếng cười và không quản ngại sức khỏe, ông luôn luôn đến chia sẻ cái niềm vui cùng những cái nỗi buồn của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Và đến bây giờ thì chắc lẽ chúng tôi phải nhờ anh Tuấn Châu, một trong những người rất gần gũi với nghệ sĩ Văn Trung. Trong những cái thời gian qua, tôi đã từng chứng kiến những cái buổi lễ sinh nhật của ông đều có anh. Anh muốn nói gì trước khi mà anh chia sẻ với khán giả, anh muốn nói gì với nghệ sĩ Văn Trung? Trước khi Tuấn Châu chia sẻ với khán giả thì Tuấn Châu muốn nói với ba. Tuấn Châu thường gọi bố Văn Trung là ba. Một người cha của ngành nghệ thuật, của sân khấu. Khi gắn liền với ba trong vòng 7-8 năm nay, cha con mình cùng với là chị Đáng là cái tựa của chương trình là cổ nhạc Phương Nam. Lúc nào Tuấn Châu cùng với Ngọc Đáng và những người kế tiếp sẽ giữ mãi trong cái chương trình cổ nhạc Phương Nam. Tuấn Châu hứa nếu Tuấn Châu còn và chị Đáng còn, không thể nào mà để cái chương trình cổ nhạc Phương Nam nó sẽ bị xuống dốc. Con mong ba lúc nào cũng bên cạnh con và chị Đáng, cùng Philip Nam, Cẩm Thu là những người sẽ đứng vững cái chương trình cổ nhạc Phương Nam. Con mong ba phù hộ cho cái nền cổ nhạc của tụi con được phát huy càng ngày càng mạnh. Con nghĩ con nói như vậy thì trong những ngày chỉ có 2-3 ngày nay thôi thì ba cũng còn đâu đây với tụi con. Ba nghe được cái này và con mong ba yên nghỉ sớm về bên Đức Phật, như cái lời ba nói là lúc nào ba cũng hướng về Phật Thích Ca. Vì đã là Phật Thích Ca thì phải Thích Ca,
ba là người cũng thích ca. Dạ. Kính thưa quý vị, nghệ sĩ Văn Trung sinh vào năm 1927 tại Sài Gòn. Ông lớn lên và sinh trưởng tại Sài Gòn. Ông là một người gắn bó với nền cổ nhạc cải lương. Cả gia đình ông cũng gắn bó với cải lương sau khi ông thành hôn với nghệ sĩ Thanh Hương, là một trong những người con gái của nghệ sĩ Lão Thành và loạn giả Nam Châu. Sau khi cái cuộc hôn nhân của ông đổ vỡ, ông gia nhập vào một trong những cái vai chính mà đã đưa ông lên đài danh vọng. Kính thưa quý vị, đó là một danh hài. Chắc ngày xưa trước năm 1975, quý vị có điều kiện theo dõi tất cả những danh hài gồm có Khả Năng, Phi Thoàn, Thanh Việt, Văn Trung, Tùng Lâm. Có thể nói khi nói đến nghệ sĩ Văn Trung là chúng ta nghe nói đến tiếng cười của ông. Và ngay những lúc này ông nằm ở bên kia, ông cũng còn văng vẳng tiếng cười đối với chúng ta. Hôm nay thì khó để mà diễn tả tất cả những cái nỗi buồn của cộng đồng người Việt chúng ta đến với nghệ sĩ Văn Trung. Thế trong những cái thời gian đến bây giờ thì quý vị là những người ở trong ban cổ nhạc phương Nam, quý vị có những cái việc làm gì cần thiết để đưa nghệ sĩ Văn Trung vào những ngày cuối cùng của cuộc đời ông trong lúc này, thưa quý vị? Dạ thưa anh, thì trước khi ba mất thì trong những ngày tháng Philip Nam cũng có cái duyên sinh hoạt với cổ nhạc phương Nam cũng được gần 4 năm nay, và cũng lúc nào cũng gần gũi với ba Bảy giống như là một người con, coi Bảy giống như một người cha trên tinh thần và người cha nghệ thuật. Và tính tình của ba Bảy thì nói ra thì mọi người biết rất là dễ thương, rất vui vẻ và rất là ủng hộ cho tất cả các anh em chị em nghệ sĩ dù mới vào nghề hay là những người anh em đã đứng từng trên sân khấu với ba ngày xưa. Riêng cá nhân Nam thì rất thương mến quý rất nhiều. Cái việc mà làm cho cái lễ an táng cho ba Bảy thì gia đình của ba Bảy, mấy đứa con, những người anh chị em trong gia đình đã có một cái sự sắp xếp từ lâu rồi. Nhưng riêng ban cổ nhạc phương Nam thì lúc mà ba còn đương thời còn sinh hoạt thì ba cứ nói hoài là cái ngày mà ba ra đi thì hy vọng rằng có ở đây có ba đứa con nuôi, đó là một là anh nghệ sĩ Chí Tâm và thứ hai là nghệ sĩ Tuấn Châu và thứ ba nữa là Philip Nam. Ba đứa con cố gắng làm một cái buổi, cái ngày tiễn đưa ba gọi là linh đình, có nghĩa đây là linh đình đông đúc bà con và làm cho nó vui vẻ để tiễn ba đi. Thì trong trường hợp này thì cổ nhạc phương Nam Tuấn Châu Philip Nam cũng có liên hệ với gia đình rất là chặt chẽ. Chúng em sẽ có một cái buổi sau khi thăm đó, cái lễ thăm ở trong Big Family thì sẽ có những cái nghi thức cũng giống như những người nghệ sĩ đến đông rất là đến thăm rất là đông, và có những cái nghi thức của những người nghệ sĩ tiễn đưa nhau. Vâng. Chắc chắn cái ngày hôm đó chắc có lẽ là mời anh Trọng cũng giống như là quý đài, cũng như là quý đồng hương, cũng như tất cả những người yêu mến cái bộ môn cổ nhạc này, hay là có yêu mến tiếng hát và giọng cười của ba Bảy Văn Trung, xin mời quý vị hãy đến trong ngày thứ Bảy cuối tuần này, bắt đầu từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối, và ngày thứ Sunday, ngày Chủ nhật đó, thì từ lúc 11 giờ 30 thì 2 giờ là đưa ba Bảy đã đi quả tang. Yeah. Chỉ có 2 ngày thôi anh, xem như là 1 ngày rưỡi. Vâng, đó là rất là thương ba và tiễn ba được. Ba cũng nói thường nếu mà khi ba có nằm xuống thì ba mong những danh hài, những nghệ sĩ nếu ngày đó trừ khi mà đi xa thôi, tôi cho mong quý vị, quý nghệ sĩ đến thắp cho ba một nén nhang. Đây là cái sự ước muốn của ba để coi vậy về nghệ thuật. Yeah. Về nghệ thuật ba rất là còn mê nghệ thuật. Đến Tuấn Châu mỗi ngày thứ hai là từ 7 giờ tới 8 giờ rưỡi. Cái ngày đó là ngày bác Bảy là khỏe nhất, không có muốn bệnh gì hết. Dù bệnh cỡ nào, bác Bảy cũng thay đồ, sửa soạn rất là chỉnh chu đến với chương trình cổ nhạc phương Nam. Có khi Tuấn Châu còn nhớ lúc nào tuần nào mà ba vô ba nói trời bữa nay ba mệt quá con ơi, bữa nay hơi yếu quá Châu, nhưng mà nghe tiếng đàn của Hoàng Phúc, nghe anh em ca là bác Bảy nói Châu tới ba nghe, tới ba nghe, mà ba ca rất là mạnh. Yeah. Chỉ có cái chương trình đem cái niềm vui nhất cho ba là chương trình cổ nhạc phương Nam hàng tuần. Bây giờ thì ba không còn nữa. Tôi trông mong quý anh em nghệ sĩ, những danh hài từ bên Việt Nam cũng vậy, cũng có gọi qua Tuấn Châu để nói Tuấn Châu đặt những cái dàn hoa Hồng Tơ, Bảo Trung. Tuấn Châu rất tiếc là cái bữa đó là anh Trọng có ngồi uống cà phê chung với mình. Vâng, yeah. Thì có anh Bảo Trung đến. Bảo Trung đến mà xui cái là anh bị bể điện thoại, cái điện thoại không liên lạc được. Thành ra khi ba mất buổi tối đó thì sáng anh
Bảo Trung có gọi điện thoại thì anh Trọng và Tuấn Châu có ngồi uống cà phê. Anh Trung cũng có khóc và nói tối nay anh phải đi liền. Tuấn Châu nhớ đặt giùm anh cái giàn hoa. Tôi cho mong quý vị anh em nghệ sĩ ngày thứ bảy từ 1 giờ tới 8 giờ. Hy vọng bác Bảy sẽ gặp được anh em nghệ sĩ cái buổi cuối cùng. Cảm ơn. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và đặc biệt hôm nay chúng tôi Lido Sài Gòn TV sẽ dành toàn bộ thời giờ để cùng với đến quý vị viếng thăm nghệ sĩ lão thành Văn Trung, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.